Hello anh em, mình là Ken Moton. Ở clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em cách thức đo kiểm với con sạc ở đây. Ở đây thì mình có một con Wave Alpha. Đó, thì ở đây mình có rất nhiều cái cục sạc này. Ở đây trong này nó sẽ có những cái cục chết và cục sống. Những cục mà nó sẽ cháy đèn, rồi là những cái cục mà nó hay bị làm hỏng cái bình ắc quy. Thì hôm nay là mình sẽ làm clip test cho anh em. Ok, thì hiện tại cái xe này là cái xe người ta đang sử dụng bình thường. Đó, thì mình sẽ làm luôn cái clip ở trên cái xe này luôn. Ok, thì để chuẩn bị làm cái clip này thì mình sẽ tiến hành là kết nối dây như thế này. Ok, thì ví dụ như anh em có thể là mở trên cái nắp cốp ra, thì anh em có thể là dí cái cực dương nào đây vào cái dây dương, hoặc là cái cực dương ở trên bình ắc quy ấy, mà cái dây đen ở đây anh em sẽ nối vào mát. Đó, thì cái đồng hồ Victor 890C cộng ở đây thì mình để cái thang 20 ở đây. Đó, đây là đo điện DC, là điện một chiều anh em nhé. Hiện tại cái bình này đang báo là 13V 50 và con sạc này người ta là sạc zin, sạc xịn, đang sử dụng bình thường. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để lổ máy lên và mình sẽ chỉnh ốc gang thì đây, sao cho cái đồng hồ này nó sẽ đến một cái chỉ số nhất định nó sẽ dừng lại. Ok, điện áp sẽ là dưới 15V anh em nhé. Ok, thì mình sẽ đặt máy quay của mình sao cho anh em dễ quan sát nhất. Đó, thì bây giờ là mình sẽ để lổ lên. Cái clip này nó hơi ồn, anh em sẽ chú ý cho mình nhá. Cái đồng hồ ở đây đó, rất là dễ nhìn, 13V 47. Đó, thì bây giờ là mình sẽ để lổ lên. Nó sẽ lên đến khoảng 14V mấy đến 15V quay đầu. Có những con sạc nó sẽ cho là dưới 15,5V anh em nhé. Ok, thì bây giờ anh em sẽ để ý cho mình là nó sẽ đến một cái khoảng nhất định nó sẽ dừng lại. Đó, nó dừng rồi đấy anh em ơi. Ok, đó, nó đã dừng lại rồi. Thì bây giờ là mình xin phép là mình tắt đi. Là mình sẽ lấy một cái con sạc bất kỳ ở trong cái đống sạc của mình đây. Ở đây thì mình có đánh dấu cái chữ KT là Kiên Trang đó, Kiên Trang Motul. Thì bây giờ là mình sẽ lấy một con sạc bất kỳ mình cắm vào để xem cái giá trị điện nó sẽ như thế nào nhá. Con này là con người ta còn sống này, mình sẽ để đây. Và bây giờ là mình sẽ cắm con này vào. Ok, thì bây giờ mình sẽ để lổ lên. Đó, nó đã lên 15V. Mình hoàn toàn mình không ga bằng tay nhá, mà mình để cái gang ti ở trên xe to lên để cho nó ra một cái giá trị điện chuẩn. Đó, thì bây giờ nó đang báo là 14V 87. Nó sẽ dao động nhưng trong cái khoảng cho phép. Ok. Đó, thì bây giờ là mình tắt máy đi và mình sẽ chia sẻ thêm. Ở đây thì mình sẽ có một cái con sạc mà mình ghi chữ chết ở đây này. Đó, thì cái con này nó sẽ có cái triệu chứng như thế này. Anh em bật đèn lên, cháy đèn luôn, nhưng cái bình ắc quy của các bạn sẽ không chết. Đó, thì ở đây mình có một cái con sạc này thì cũng tháo xe người ta ra. Nó là sạc lô đấy anh em ạ. Cái sạc xịn sạc lô nó không quan trọng, nó quan trọng là cái bộ phận tiết chế ở trong này này. Thì mình xin chia sẻ luôn với anh em, cái con này nó sẽ gây hỏng bình ắc quy. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo kiểm. Và con này nó không gây hỏng bình ắc quy nhưng nó sẽ liên tục là gây cháy bóng của các bạn. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em. Ok, thì cái hai cái con ở đây với lại một con ở đây thì là mình đã hướng dẫn anh em cách đo kiểm của hai con xịn rồi. Thì nó cho giá trị điện là 14V 8 mấy đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em luôn. Và ở cái clip này là mình phải hy sinh một cái bóng xịn ở trên cái xe này để làm clip cho anh em nhé. Đó, nếu như anh em thấy hay hãy like, share, subscribe kênh của mình, hãy tặng cho mình một nút thích nếu như anh em thích. Còn hãy đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều những cái clip tiếp theo. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test cái con chết này. Ở cái con cục sạc này mình chia sẻ luôn với anh em là nó sẽ có hai hình thức dẫn đến chết con cục sạc này. Một là nó sẽ gây ra là cháy nguyên bóng và cái bình ắc quy của bạn vẫn bình thường. Hai là nó sẽ chết bóng và nó sẽ gây cho cái bình ắc quy của bạn chết theo. Đó, thì nó sẽ có hai nguyên nhân dẫn đến cái con này. Còn cái bệnh thứ ba nữa là bóng không chết nhưng mà cái bình ắc quy là nó vẫn cứ hay bị chết. Thì cái con này nó sẽ có 2 đến 3 nguyên nhân như thế, nhưng thường là chủ yếu là sẽ gây là hỏng bình ắc quy và cháy bóng là chủ yếu. Ok, thì nó sẽ là nguyên nhân thứ hai. Thì bây giờ là cái con này là ở đây là mình đã đánh dấu đây là ghi là chết ở đây rồi. Thì con này là sẽ cháy bóng và cái đường nạp vẫn ok anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test, mình sẽ rút con này ra. Đó, cái con này ngon này, thì mình vứt vào khay. Ok, thì bây giờ mình sẽ cắm con này vào.
Bây giờ là mình sẽ đề lổ lên. Anh em để ý cái đồng hồ đây nhá. Đấy, nó đã về cái giá trị điện như ở hai con xe ở như ở hai cái con nạp này, mình nó xin lỗi mình nó nhầm hai con xe, hai con nạp này là 14V85. Ok thì bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy một cái nữa. Nhưng mà trước khi cho anh em thấy thì mình sẽ phải cho nhỏ cái con ốc gang ti lại, không có là lại cháy lốt nóng của người ta. Ok thì bây giờ là mình đang cho nhỏ. Đó, không có lại cháy lốt bóng xe người ta uổng lắm anh em ạ. Cái clip này mình sẽ phải hy sinh một cái bóng xịn. Đó, ok thì bây giờ là mình sẽ cho anh em coi cái bóng xịn ở trong này. Đó, không có anh em lại bảo mình chém gió ở đây nó hơi mờ. Nó là cái bóng Philip, anh em nhìn rõ cái bóng Philip không ạ? Bóng xịn nhé. Nhìn cái bóng là anh em có thể biết rồi. Ok thì bây giờ là mình đã bật đèn lên rồi. Thì cái xe, cái con nạp mà nó hay bị cháy bóng thì nó sẽ có hiện tượng như thế này nè. Thì bình thường là anh em sẽ ga lên nó sáng rực lên rồi. Đó, anh em nhìn thấy nó sáng rực rỡ luôn ạ. Nếu mà mình cố tình ga to là nó cháy luôn cái bóng mà báo pha cốt ở đây. Thì bây giờ là mình sẽ chuyển sang cốt. Cái bóng này nó đang bị cháy. Vừa nãy là mình test trước khi mình làm clip này, bóng pha này. Đó, cái pha ở đây thì nó bị cháy rồi. Thì bây giờ là mình sẽ bật sang cốt. Đó, nó sáng rồi anh em nhé. Bây giờ là mình để đây thì anh em có thể nhìn thấy bao quát này. Vẫn là cái con sạc chết ở dưới kia nhé. Bây giờ mình cố tình mình ga to có thể dẫn đến cháy bóng luôn. Đó, cháy luôn anh em ơi. Đó, mình phải hy sinh một cái bóng này. Một cái bóng này bây giờ bóng xịn là nó hơn 100.000 thôi anh em. Làm clip này cũng khá là tốn kém. Nó hơn 100.000 đấy. Đó, cháy luôn rồi anh em nhá. Đây là mình bật cốt này. Và bật pha này. Cái đèn đây là sáng này. Đó, tịt này. Bật cốt này. Tịt rồi. Đó, công tắc này mình vẫn đang để đây. Thì anh em có thể nhận biết bằng cái cách là đây mình tắt công tắc đi. Ở đây nó không sáng này. Bóng ở đây nó không sáng này. Mình bật công tắc lên này. Đó. Bây giờ là nó đã cháy cả pha lên cốt rồi đó. Đó, anh em thấy không ạ? Làm clip này nó cũng khá là tốn kém. Hơn 100.000 một cái bóng này đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy là tại sao mà nó dẫn đến nó cháy bóng. Ok, thì cái dây mát thì anh em vẫn dí vào mát nhá. Thì bây giờ anh em sẽ đo kiểm cho mình như này. Anh em sẽ để sang cái thang 200 ở đây. Anh em sẽ để cái thang 200 ở đây và anh em sẽ cắm vào cái dây vàng cho mình ở đây. Đó, điện áp của mình đã đang báo là 14V2. Bây giờ mình sẽ ga lên. Đó, nó lên 20 mấy vôn như này anh em ạ. Một cái bóng zin trên cái xe Wenfa này. Thì mình tắt máy đi đã, mình chia sẻ với anh em cho dễ. Một cái bóng zin ở trên Wenfa này nó sẽ là bóng 35W và 12V. Mà bây giờ anh em ga nó lên 20 mấy 30V như thế ấy. Có một rổ bóng nó cũng cháy luôn anh em ạ. Đó, nhưng mà cái con này nó còn đỡ, nó không gây cho hỏng cái bình ắc quy của các bạn. Đó, thì bây giờ là mình sẽ test một cái con ở đây. Thì con này là nó cũng cũ rồi, mình cũng vứt hết những cái con cháy đi rồi. May quá bới được cái con này nó còn sót ở lại. Đó, thì bây giờ là mình sẽ test cho anh em thấy là cái con này nó sẽ gây cho vừa cháy bóng mà vừa hỏng cái bình ắc quy của các bạn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ rút cái này ra. Đó, thì bây giờ là mình sẽ rút cái con nạp này ra. Mình sẽ để cái con chết ở đây và mình sẽ cắm con này vào. Cái sạc zin hay sạc lô nó không quan trọng anh em nhé. Cái clip này là mình muốn là hướng dẫn anh em cách đo kiểm thôi và xác định như thế nào là sạc chết và như thế nào là sạc sống, chứ mình không phân biệt là con sạc zin hay con sạc đều. Đó, thì bây giờ là mình sẽ muốn đo điện bình ấy, thì anh em sẽ quay về cái thang 20 hoặc thang 200. Đó, đây là mình sẽ để cái thang AC là 20. Ok, thì bây giờ là mình sẽ kết nối ở đây đi. Đó, cái đồng hồ của mình đang báo là 13V8. Thì mình xin phép là mình sẽ để xa cái máy quay ra một tí để mình tác nghiệp cho nó dễ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để lổ lên và mình sẽ chỉnh lại cái ốc gang ti nhá. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chỉnh lại ốc gang ti. Mình để bé hơn vừa nãy luôn anh em nhá. Cái con nạp mà nó bị hỏng ấy, cái đường điện nó cho vào bình ắc quy rất là cao, rất là nhanh. Đó, anh em thấy cái số này nó lên là bầm không ạ? Đó, anh em thấy nó lên đến 16V rồi. Sắp lên đến 17V luôn.
17V anh em ạ. Nó lên 17V như này là cái bình ắc quy của mình không chịu được anh em nhá. Ắc quy của mình không chịu được luôn, mình khẳng định luôn là không chịu được. Và cái bóng đèn xe của các bạn nó sẽ cháy luôn, nó sẽ cháy hết sạch luôn. Trên xe của bạn có bao nhiêu bóng nó sẽ hết cháy hết sạch luôn bấy nhiêu, kể cả là khi anh em bật xi nhan nhá. Anh em bật xi nhan một phát là nó có thể là dẫn đến là cháy cả con chớp xi nhan và bốn cái bóng xi nhan của các bạn luôn. Đó có nghĩa là trên xe của các bạn có bao nhiêu bóng nó sẽ cháy hết bấy nhiêu bóng luôn. Ok chưa ạ? Đây là cái con nạp nó đang bị chết này, điện nó dâng lên này. Đó, thì bây giờ là mình sẽ tắt máy của cái xe đi, là mình sẽ chia sẻ với anh em. Ok, cho nó đỡ ồn thì mình dễ chia sẻ cho anh em. Đó thì ở đây thì mình có ba con sạc, một con sạc zin chuẩn trên xe này, điện áp nó sẽ đưa ra là từ 15,5V anh em nhá. 15,5V nó sẽ dao động. Có cái thì nó sẽ dao động là từ 15V quay đầu, có cái là nó sẽ lên 15,5V. 15,5V như thế, nếu như anh em đi, có nhiều anh em ấy hay thắc mắc là tại sao mà cái xe của bạn mà lắp bình nước ấy nó nhanh bị cạn nước, là vì cái con này nó sẽ đưa lên là 15,5V này. Nó sẽ là hơi cao. Nó hơi cao như thế thì là cái xe của các bạn đi gần thì nó sẽ ok, đường nạp nó khỏe. Còn nếu mà hay đi xa ấy, thì nó hay bị cạn nước bình ắc quy là vì thế. Đó, đấy là đối với cái xe mà sử dụng bình nước. Còn thường nó sẽ là từ 15V quay đầu, 14V8 là sẽ là chuẩn. Đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ về cái con sạc chết ở đây. Cái con sạc chết này ở đây ấy thì nó sẽ chia ra là ví dụ như con này nó sẽ gây cháy bình ắc quy. À xin lỗi mình nói nhầm, nó sẽ gây là cháy bóng đèn. Ở đây mình ghi chữ chết này. Nó sẽ gây ra cháy bóng đèn nhưng cái bình ắc quy của các bạn không hỏng. Đó, nếu như các bạn mà cứ thay bóng đèn vào mà nó bị chết thì tốt nhất là nên thay con sạc ấy đi. Đó, thì anh em lưu ý, ví dụ như khách mà vào họ bảo là cái xe của họ là hay bị cháy bóng đèn thì tốt nhất là anh em nên thay con nạp ấy đi. Còn nếu như cái xe người ta đang bình thường mà nó chỉ cháy pha hoặc cháy cốt, mà đi vài năm rồi mà nó chỉ cháy pha cháy cốt thì nó là điều đương nhiên, bởi vì là cái gì nó cũng phải chịu một cái hao mòn nhất định của nó, thì nó chỉ chết một trong hai cái tóc pha hoặc tóc cốt thôi. Còn cái xe người ta mà vào mà cháy cả pha lẫn cốt, thậm chí là cái bóng hậu cũng cháy luôn nhá, thì nó là chết con sạc. Đó thì tí nữa mình sẽ để lổ lên mà bật cho anh em coi là vừa lẽ nó cháy bóng pha rồi đấy. Cái bóng hậu con này chắc chắn nó cũng chết theo. Mình thì mình chưa kiểm tra bóng hậu đâu, nhưng mà chắc chắn nó sẽ chết theo, bởi vì cái bóng pha của nó nặng oát hơn mà nó còn cháy, thì cái bóng hậu không có cớ thì nó sống cả. Đó, đây là con này chết. Ok, và mình chia sẻ thêm về cái con này. Và cái con này ấy thì là nó sẽ dẫn đến là chết cả bóng đèn lẫn con bình ắc quy của mình. Những cái xe mà bị hỏng bình ắc quy này này, thường là những cái bóng đèn nó hay sáng đột xuất. Đó, thì nó cũng dẫn đến là cháy bóng đèn của các bạn luôn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cắm cái con sống bình thường này vào, và mình sẽ bật đèn lên một lần nữa cho anh em coi, để anh em nhận biết cái mặt đồng hồ của các bạn nhá. Đây là cái, đây là con chết. Ok, đây là cái con sống bình thường này. Thì bây giờ là mình, đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để lổ cái xe này luôn. Đó, nó nổ rồi. Thì anh em có thể, đó, anh em nhìn thấy cái đèn ở đây, nó sáng nhưng nó sáng mờ anh em nhé. Và anh em ga to lên thì nó cũng giữ nguyên này. Đó, nó cũng sẽ giữ nguyên. Đó, thì bây giờ là mình sẽ lại cắm cái con chết đây vào. Thì anh em sẽ xác định cho mình, để mình cho nhỏ gang đi đã, có nó lại cháy nốt. Đó, làm clip này không tốn kém phết. Đây là cái con chết này anh em nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ cắm con này vào. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm với anh em. Đây, nó để gang ti nó sẽ sáng như này, và anh em ra to lên nó sẽ sáng rực như này. Đó, anh em thấy sự khác biệt đúng không ạ? Cái xe của các bạn mà bị hiện tượng như thế, tốt nhất là thay béng cái con kia đi cho nó xong, cho nó lành. Đó, còn anh em thay sạc zin hay sạc lô hay cái gì đấy thì tùy anh em, nhưng mà vấn đề là